Chào các bạn, có một vài bạn hỏi mình là tại sao khi em đi mua điện thoại iPhone mới, nguyên siêu nguyên hộp chưa kích hoạt mà mở máy ra thì có máy đã bị mở nguồn rồi, có máy thì bên trong có cả vân tay, có máy thì bên trong có cả hạt bụi. Đây là những cái câu hỏi mà được tổng hợp những cái vấn đề liên quan đến khi các bạn mua điện thoại iPhone mới, và hôm nay mình sẽ giải đáp cùng các bạn. Như các bạn đã thấy thì mình đang có một chiếc điện thoại iPhone XS Max. Đây là phiên bản mới, nguyên siêu chưa kích hoạt. Nguyên siêu là gì? Nguyên siêu là chúng ta sẽ có một cái lớp ni lông. Đây là cái gọi là cái siêu. Nguyên siêu. Chưa kích hoạt là gì? Chưa kích hoạt là máy khi kiểm tra ở trên hệ thống của Apple thì máy báo là vui lòng kích hoạt máy lên để sử dụng. Đó là máy mới nguyên siêu chưa kích hoạt. Và để giải đáp câu hỏi của bạn thì hôm nay mình sẽ mở một chiếc điện thoại iPhone XS Max gọi là máy mới nguyên siêu chưa kích hoạt để chúng ta cùng xem bên trong xem nó có thực tế như vậy không. Và đây là mình lấy ra đủ một chiếc điện thoại trong lô hàng mình nhập về, xem bên trong nó như thế nào, xem câu hỏi và các cái thắc mắc của bạn nó có đúng như các bạn phản ánh hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc điện thoại iPhone này. Các bạn ý nhé, đây máy mới nguyên siêu này, chưa kích hoạt và chắc chắn là chưa kích hoạt. Đây siêu của máy này. Đây là phiên bản iPhone XS Max mới nhất, model 2018. Phiên bản này là phiên bản màu vàng, 512GB luôn nhé. Đây ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái phiên bản này. Cái siêu của cái máy này nó rất là đơn giản. Chỉ cần cậy nhẹ cái phần ni lông dưới ra là chúng ta đã có thể bóc được cái hộp này ra rồi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây gọi là siêu này. Nhưng mà khi bóc ra như này thì nó sẽ không còn nguyên siêu nữa. Nhưng khi mình dán lại thì nó sẽ vẫn là nguyên siêu. Các bạn để ý này, Apple thiết kế một cái miếng dính ở đây. Nên cái việc bóc siêu máy nó tương đối đơn giản. Với những cái model iPhone như là iPhone 6S Plus, iPhone 6, 5, các model đời trước ấy, thì chúng ta sẽ có một cái siêu bằng màng co, và cái siêu đó thì chúng ta khi bóc ra chúng ta sẽ phải xé rách nó ra, nó không phải dính như cái model này nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp. Tiếp theo là mở cái nắp giấy. Các bạn để ý nhé, một chiếc điện thoại này, iPhone XS Max mới này. Các bạn có nhìn thấy vết gì không ạ? Sẽ zoom lên nhé, trên màn hình này. Đó. Khi mở ra thì mình đã thấy có bụi này, bụi này, bụi này. Và không những bụi, chúng ta còn có thấy cả cái vết. Đây là vết vân tay ở đây nữa. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở cái phiên nắp đằng sau. Nắp sau của máy. Đây, mình cầm này. Tay mình có vân tay nên mình sẽ hạn chế cầm xuống phía dưới. Và đây, mặt đằng sau sẽ để vào đây. Các bạn nhìn nhé, là mình chưa có động gì vào mặt lưng nhé. Mình sẽ zoom lên một chút này. XS Max thì nó tương đối là bóng nên là sẽ cần phải ở một cái góc nhất định chúng ta sẽ nhìn thấy ra các cái vết vân tay. Hiện tại thì mình đã nhìn thấy vân tay rồi. Các bạn đã nhìn thấy chưa? Đây, vân tay ở đây. Thấy chưa? Có thể là vẫn chưa nhìn rõ lắm. Sẽ cố gắng để cho các bạn nhìn thấy các cái dấu vân tay ở đây. Này. Đây mình đã thấy rồi này. Đằng sau là có vân tay này.
Đây, các bạn thấy chưa? Đây, chỗ này sẽ thấy này. Quay ở góc như này, bởi vì cái này nó phản quang. Gương bằng kính nó phản quang nên các bạn sẽ không nhìn thấy. Chỗ này có vân tay. Trên này có vân tay. Có nghĩa là những cái câu hỏi của các bạn đặt ra cho mình nó là sự thật, và mình cũng đồng ý với các bạn, đó là những câu hỏi chính xác. Và câu trả lời mình sẽ trả lời cho các bạn như sau. Với một phiên bản iPhone mới nguyên siêu chưa kích hoạt mà về đến Việt Nam, thì các bạn phải hình dung ra là những phiên bản này tất cả đều được gom tại thị trường Trung Quốc. Gom tại thị trường Trung Quốc không có nghĩa là máy nó là hàng ngoài, nó không phải của Apple sản xuất, mà đây vẫn là những chiếc máy chính hãng của Apple được Apple sản xuất ra, xuất sang thị trường Mỹ như phiên bản này, và sau đó được nhập lại về thị trường Trung Quốc thông qua các cái đầu buôn lớn. Khi mà ở thị trường Trung Quốc hoặc ở thị trường Hồng Kông, như các bạn đã biết trước đó, thì đối với những phiên bản mà ZP, ZA mà mua tại Hồng Kông mà cách đây khoảng 2-3 năm về trước ấy, hoặc là 4-5 năm về trước, thì khi đó cái thị trường iPhone nó rất là hot. Hàng từ Hồng Kông về giá nó rẻ hơn, và thực tế là dân Việt Nam là cũng thích hàng iPhone từ Hồng Kông về hơn. Với một chiếc điện thoại iPhone mà các bạn hình dung ra là nếu mà vận chuyển từ Trung Quốc hoặc từ Hồng Kông về đến Việt Nam theo đường vận chuyển bình thường thì nó sẽ tốn tương đối nhiều chi phí vận chuyển, nên là các đầu buôn người ta sẽ bóc hộp và người ta sẽ vận chuyển máy riêng và hộp riêng. Khi vận chuyển máy riêng và hộp riêng thì sẽ có những cái sự việc xảy ra, đó là máy về trước hộp về sau, hoặc hộp về trước máy về sau. Khi về đến Việt Nam rồi thì người ta mới gom lại và người ta sẽ mới kiểm tra lại cái số email ở trên máy, số series ở trên hộp nó có giống nhau hay không, thì người ta sẽ đóng lại hộp, người ta sẽ vệ sinh máy và người ta sẽ đóng lại hộp như thế này. Sau đó người ta sẽ đóng lại cái seal như thế này. Cái seal này thì các bạn hình dung ra là nó rất là đơn giản đối với người Trung Quốc. Cái seal này chưa chắc đã phải là seal thật, nhưng cái hộp, cái máy, cái ruột thì mình có thể đảm bảo với các bạn nó là hộp thật, phụ kiện thật. Có một vài trường hợp là người ta sẽ thay thế phụ kiện, nhưng đó là tùy từng cửa hàng, tùy từng đơn vị người ta kinh doanh, người ta sẽ làm cái việc đó. Để đóng seal lại chiếc máy như này thì nó rất là đơn giản. Thì các bạn hình dung ra mình vừa bóc seal ra này, rồi mình đóng lại seal. Người ta có thể dùng hẳn một cái seal mới dán lại, và các cái đường nếp gấp này nó rất là mới, nó không bị dính keo như mình dán như này. Như vậy là một chiếc máy chưa kích hoạt và vẫn là nguyên siêu. Đó là cái câu trả lời cho các bạn vì sao những chiếc máy mới nguyên siêu, nguyên hộp chưa kích hoạt bóc ra lại có vân tay hoặc là có vết bụi ở bên trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.